Đây không phải là một vị Bồ Tát tầm thường, mà là một vị Đại Bồ Tát, và tên của Ngài là Quán Thế Âm, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm. Quán là trí năng quán, cái trí huệ có khả năng quán xét. Thế Âm là cảnh sở quán, tức là cảnh giới được quán xét. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng trí huệ từ bi của Ngài để dõi tìm những tiếng kêu gào của hết thảy chúng sanh đang chịu thống khổ trong khắp mười phương thế giới. Ngài luôn bận rộn tầm thanh cứu khổ. Vậy lúc bấy giờ, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối, gối phải chạm đất, chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát đây, đầy đủ đức đại từ bi, thương xót chúng sanh mắc tội khổ. Bồ Tát ở trong ngàn vạn ước thế giới hóa hiện ra ngàn vạn ước thân, tất cả công đức cùng sức oai thần chẳng thể nghĩ bàn. Quán Thế Âm Bồ Tát bạch tiếp: Bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khắc miệng đồng lời ngợi khen Bồ Tát Địa Tạng rằng: Tuy rằng khắc miệng, song lời nói thì tương đồng, ai nấy đều nói cùng một lời như nhau. Chư Phật trong mười phương đều cùng một lời khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây còn một hàm ý nữa, là vào thuở quá khứ, Bồ Tát Quán Thế Âm đã từng được nghe vô lượng chư Phật trong mười phương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng. Tuy rằng các ngài không phải nói cùng một lúc, song đều nói một lời giống nhau. Chư Phật đều nói rằng Bồ Tát Địa Tạng có trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn. Dầu cho chư Phật trong thuở quá khứ, hiện tại và vị lai đều tuyên nói về công đức đó vẫn chẳng thể nói hết được. Giả sử tất cả chư Phật đời quá khứ, chư Phật đời hiện tại, chư Phật đời vị lai, hết thảy chư Phật trong mười phương ba đời đều nói về công đức của Bồ Tát Địa Tạng thì vẫn không thể nào nói cho hết được. Quán Thế Âm Bồ Tát bạch tiếp: Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp đại chúng rằng muốn tuyên nói các sự lợi ích của Bồ Tát Địa Tạng. Cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của Bồ Tát Địa Tạng. Quán Thế Âm Bồ Tát thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên nói về công đức trí huệ bất khả tư nghị của Bồ Tát Địa Tạng nhằm khiến cho thiền lòng bát bộ chiêm lễ được phước. Công đức chiêm ngưỡng cùng đảnh lễ chư Phật và Bồ Tát vốn vô lượng vô biên, nếu giảng cặn kẽ thì khó mà giảng cho hết được. Bây giờ chỉ nói sơ lược về năm loại công đức tiêu biểu từ sự lễ bái chư Phật và Bồ Tát. Một, tướng mạo đoan chánh viên mãn, ai gặp cũng sanh lòng ái kính và có thiện cảm. Hai, giọng nói vi diệu trong trẻo, âm vang như tiếng chuông đồng. Ba, giàu có sở hữu nhiều của cải châu báu. Bốn, sanh trưởng trong những nhà, những gia đình cao sang quyền quý, có địa vị, có đức hạnh. Năm, được sanh lên các cõi trời. Trên đây là năm loại công đức có được nhờ chiêm ngưỡng và lễ bái chư Phật cùng chư Bồ Tát. Kinh văn: Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông có đại nhân duyên với thế giới ta bà, nếu hàng trời hoặc rồng hoặc kẻ nam người nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến các chúng sanh tội khổ trong lục đạo, nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng, quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Nhân khi nhân quả sắp thành thục, liền được gặp Phật thọ ký cho.